Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trong sáng nay tổ chức hội nghị công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sĩ hy sinh trong cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các thân nhân liệt sĩ được tuyển dụng và phong quân hàm gồm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Thị Mỹ Ni là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Hạnh Phúc là vợ của liệt sĩ Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thượng tá Ngô Nam Cường đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát to lớn của thân nhân các liệt sĩ, đồng thời mong muốn các quân nhân được tuyển dụng lần này vượt lên hoàn cảnh, trân trọng sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, quân đội, tích cực nghiên cứu học hỏi để sớm tiếp cận công việc và môi trường công tác mới. Đại diện cho thân nhân liệt sĩ Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Hạnh Phúc xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi được tuyển dụng vào quân đội và hứa sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.